OK, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin tuần thị trường chứng khoán Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 3. Thì như vậy là còn một tuần nữa thì chúng ta sẽ kết thúc quý 1 của năm 2019. Và rõ ràng một điều là trong suốt cái chặng đường chúng ta phân tích, chúng ta đầu tư thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là cái việc mà chúng ta quản trị rủi ro, quản trị danh mục thì một lần nữa chúng ta cũng có thể thấy được là trong cái phiên ngày thứ năm cuối tuần, đúng không ạ? Phiên ngày hôm hôm qua thì rõ ràng một điều là thị trường của chúng ta diễn biến rất là nhanh, và chỉ có trong khoảng tầm 30 phút cuối thôi, thì 30 phút cuối trước ATC thì rõ ràng một điều là cổ phiếu và tất cả những cái điều mà chúng ta nếu mà chúng ta không chủ động ở trong cái tài khoản, và nếu chúng ta không chủ động trong cái việc là quản trị điểm mua, quản trị rủi ro danh mục, thì như thế là chúng ta đã rơi vào bị động. Và rõ ràng một điều là nếu như rất may là thị trường ngày hôm nay thì đã lấy lại được một phần điểm, thì tín đồ Hùng Lê sẽ phân tích chi tiết. Nhưng mà có một điều là khi thị trường lên, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng khi thị trường lên thì chúng ta mua bán, chúng ta gần như là chúng ta rất là hăng say trong cái việc là mua mua bán bán. Nhưng mà khi mà chúng ta mua và chúng ta không để ý đến, và chúng ta không không lường trước được những cái rủi ro, không những không 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 lường trước được những cái rủi ro về danh mục của chúng ta, thì như thế nó sẽ rất là nguy hiểm. Đó, nó sẽ rất là nguy hiểm. Và bản tin của ngày hôm nay thì trước khi mà chúng ta đi vào bản tin phân tích chi tiết, thì Hùng Lê sẽ có một vài ý trao đổi bên lề thôi, một vài ý ngắn gọn. Cái thứ nhất đấy là trong tuần vừa qua thì một số các anh chị có hỏi, tiếp tục có hỏi Hùng Lê là cái cách để mà đưa ra một cái giá mục tiêu, đưa ra một cái giá mục tiêu của một cái mã cổ phiếu. Thì một số các anh chị có hỏi là tại sao ví dụ như là Vinamilk, tại sao trong cái nhịp phân tích trước thì Hùng Lê có đặt ra một cái target gần của cổ phiếu là 150 chẳng hạn, là như thế. Hoặc là VGI thì cũng có đặt ra một cái mục tiêu ở trong nhịp này là khoảng tầm tiệm cận vùng 27 đến vùng 28. Hoặc là trước đây thì có một số các cái cổ phiếu SCS chẳng hạn như vậy, đúng không ạ? SCS chẳng hạn như là Hùng có phân tích về vùng 22, và sau đó thì Hùng có bẻ kịch bản. Hoặc là ví dụ như PVD, Hùng có phân tích nền giá từ vùng 15.5, từ nền 15.5 đấy là cái nền chúng ta tham gia mở mua, và nó sẽ tiệm cận ở trong cái target đó, nó sẽ tiệm cận đánh về vùng 19. Và sau khi mà cổ phiếu này đạt về target thì Hùng Lê quan sát tiếp một trong hai phiên tiếp theo, thì Hùng Lê có bẻ lại kịch bản, thì tí nữa Hùng sẽ phân tích lại chi tiết. Vậy thì, và một số các anh chị còn có nhắn tin cho Hùng Lê là hỏi là Hùng Lê có làm ở trong đội nhóm đội lái hay không. Thì thực sự là Hùng Lê chỉ là một cái nhà đầu tư cá nhân ở trên thị trường. Những cái góc nhìn, những cái chia sẻ của Hùng Lê thì nó mang cái tính chất đấy là của cá nhân Hùng Lê thôi, chứ Hùng Lê cũng không có tham gia đội nhóm đội lái. Bởi vì các bạn biết là tham gia đội nhóm đội lái thì cái lượng vốn đầu tư của chúng ta phải là rất là lớn, ít nhất là phải một vài chục tỷ thì chúng ta mới có thể gia nhập được những cái đội nhóm đội lái đó, trong khi vốn của mình chỉ có một vài trăm triệu thôi, thì mình chỉ là một cái nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường. Và trong quá trình đầu tư thì Hùng Lê có những sai lầm, Hùng Lê có những cái việc là chúng ta vấp ngã trên thị trường, thì Hùng đúc kết lại và Hùng muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm đó cho cộng đồng nhà đầu tư, để làm sao mà Hùng Lê mong muốn là tất cả các anh chị em của chúng ta sẽ quy tụ về đây, quy tụ về trên trên phương diện là ví dụ trên kênh YouTube, đúng không ạ? Thì Hùng đã có một cái kênh rồi, đấy là chứng khoán gạch ngang chiến binh trên từng con sóng, và ở trên kênh Facebook thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Thì đó là hai cái kênh mà Hùng lập ra để Hùng hỗ trợ cộng đồng. Thì sắp tới thì ở trên kênh Facebook thì Hùng sẽ hỗ trợ nhà đầu tư nhiều hơn, tại vì đợt này thì Hùng cũng đang bận, Hùng cũng có nói rồi, tức là Hùng đang triển khai một cái chương trình đấy là thí nghiệm, tức là chuyển tải toàn bộ tất cả những cái dữ liệu phân tích kỹ thuật trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Hùng Lê chuyển sang ở bên Forex. Bên Forex thì khi đó thì Hùng đang muốn là Hùng có một cái quãng thời gian để trải nghiệm,
Tức là ở chứng khoán Việt Nam thì chúng ta phân tích như thế này, nhưng ở Forex thì chúng ta sẽ phân tích như thế nào. Và khi mà ở trên cái mảng Forex đó mà Hùng Lê ok rồi, mọi thứ ok, thì Hùng Lê cũng sẽ có thêm một cái kênh nữa để Hùng hỗ trợ tất cả những anh em đầu tư đang chiến đấu cái mảng Forex, thì sẽ cũng sẽ quy tụ về đây. Đó, thì đấy là cái chia sẻ của Hùng Lê. Còn cái việc mà đưa ra một cái giá mục tiêu của cổ phiếu, thì thực ra nó cũng mỗi một cá nhân, mỗi một con người thì sẽ đưa ra một cái mã, một cái mục tiêu nó là khác nhau, đúng không ạ? Và các anh chị lưu ý là vùng giá mục tiêu thì nó có thể đạt được hoặc không thể đạt được, bởi vì đó là một cái vùng giá ở trong tương lai, đúng không ạ? Không ai có thể nói rằng là hôm nay tôi nói là PVD nó sẽ về vùng 19 là nó sẽ về vùng 19, có thể trên con đường đi đó nó sẽ đạt được về vùng 19 hoặc nó chỉ đạt được về vùng 18.5 hoặc là 18, thì đấy là một cái vùng giá trong tương lai. Không ai có thể định lượng được và không ai có thể giám sát được là cái vùng giá mục tiêu đấy nó sẽ xảy ra ở trong tương lai. Tuy nhiên là để xác định được một cái vùng giá mục tiêu của một cái mã cổ phiếu thì ví dụ như Hùng lấy một cái mã của VGI chẳng hạn. Đó, về một cái mã của VGI hoặc là nói đơn giản nhất là PVD đi. Thì khi đó khi Hùng có khuyến nghị các anh chị mua ở trên Zoom là vùng giá khoảng 15.5 thì Hùng có đặt mục tiêu là PVD sẽ tiệm cận về vùng giá 19 ở trong nhịp này. Thì tại sao Hùng Lê lại đưa ra được như thế? Cái thứ nhất là khi tại vùng giá 15.5 thì Hùng Lê nhận thấy rằng là những cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu nó đã hình thành. Đó, nhưng tại vùng này nó đã hình thành. Cái thứ hai nữa là khi mà cổ phiếu đã vượt thoát được cái vùng nền 17. Đó, vượt thoát được vùng nền 17, tức là chúng ta sử dụng những cái đỉnh ở gần nhất. Ví dụ đây, các anh chị cũng thể rất là dễ thôi. Đấy, khi cổ phiếu đã vượt thoát được cái vùng nền 17 và có những phiên vượt thoát bứt lên với dòng tiền bứt lên, thì khi đó Hùng sẽ nhận định là ở cái vùng này nó qua rồi thì chúng ta sẽ đạt một cái mục tiêu giá cao hơn. Đó, đạt mục tiêu giá cao hơn. Và cũng hoàn toàn tương tự như vậy là khi PVD đạt được về vùng giá 19 theo kịch bản chúng ta phân tích, thì Hùng lại tiếp tục quan sát những cái phiên mà PVD tích lũy lại ở quanh nền 18 và Hùng tiếp tục đưa ra một kịch bản là PVD sẽ đánh về vùng 21. Về vùng 21 thì đấy là một cái target mà Hùng tiếp tục phân tích đưa ra. Vấn đề là nó có về được 21 hay không thì đấy, Hùng chia sẻ rồi. Đấy là một cái vùng giá ở trong tương lai. Và trong cái quá trình mà mình phân tích và định lượng thì mình sẽ không thể tiên lượng hết được các cái yếu tố bất thường. Ví dụ như yếu tố địa chính trị, những yếu tố bất thường về nội tại doanh nghiệp. Ví dụ như là đang phân tích bỗng dưng là chủ tịch bị vướng vào vòng lao lý chẳng hạn, như thế thì ngay lập tức là cổ phiếu nó sẽ đổ rất là mạnh. Đấy, vân vân và vân vân. Thì đấy là cái cách mà chúng ta đưa ra cái vùng giá mục tiêu. Tức là tại cái thời điểm mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ xem xét cái nội lực của cổ phiếu nó sẽ đi được đến đâu. Đó, mà cái nội lực đó thì nó tổng hợp của khá là nhiều yếu tố trên góc độ kỹ thuật. Cũng như góc độ về tin tức, cũng như góc độ về doanh nghiệp đó, thì doanh nghiệp đó thì, và cái đặc biệt nữa là chúng ta cần phải nghiên cứu cái cách mà khớp lệnh ở trên sàn, bởi vì chỉ có chúng ta quan sát được cái cách khớp lệnh ở trên sàn thì chúng ta mới có thể phân biệt được cái nội tại của cổ phiếu đó, thì cái lực cầu của nó và cái dòng tiền của nó đang như thế nào. Đó, thì đấy là cái việc thứ nhất là chúng ta Hùng có đề cập lại cái vùng giá mục tiêu, thì nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Và mỗi người thì có một cái nhìn khác nhau, dẫn đến là cái vùng giá mục tiêu của từng người đặt ra nó sẽ khác nhau, chứ không ai giống ai. Và cái việc thứ hai nữa Hùng Lê muốn chia sẻ đấy là trong tuần vừa qua thì một số các anh chị nhà đầu tư có nhắn tin và gọi điện cho Hùng Lê, có bảo rằng là do một số các cái điều kiện thì cái việc chuyển tài khoản từ công ty A sang công ty B nó không phù hợp, và đề nghị Hùng Lê là xin được vào room hỗ trợ chuyên sâu của Hùng Lê, và đóng phí hàng tháng. Thì Hùng Lê đã chia sẻ quan điểm của Hùng Lê xuyên suốt tất cả các cái bản tin. Đó là gì? Mục tiêu của Hùng Lê là là một nhà đầu tư, thì cái mà Hùng Lê đang theo đuổi đó là muốn các anh chị của chúng ta quy tụ về một cái địa điểm, một cái nơi để chúng ta cùng có một cái góc nhìn, có những anh chị mà có cùng cái quan điểm với Hùng Lê, cùng có góc nhìn với Hùng Lê, thì chúng ta cùng về đây để chúng ta đầu tư. Chứ Hùng Lê không có thu phí, Hùng Lê không có làm giống như các anh chị có thể là lang thang ở trên mạng. Các anh chị sẽ vào các cái room, đúng không ạ? Vào các cái room và các anh chị đóng một tháng là 300.000 hay 400.000 gì đó. Hùng Lê cứ nôm na như thế, hình như là như thế.
để các anh chị nhận lại các cái phần tư vấn, nhưng mà Hùng không có làm thế. Các anh chị cảm thấy là chúng ta vui vẻ, chúng ta ok và chúng ta cùng về để xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư tốt hơn thì chúng ta sẽ về. Còn lại thì các anh chị không về thì Hùng Lê vẫn hỗ trợ các anh chị. Tức là các anh chị cứ chat lên đây, đây có rất nhiều những anh chị mà hiện tại là ở những vẫn đang giao dịch ở những công ty khác và có những cái việc mà hỏi về cổ phiếu thì Hùng vẫn hoàn toàn hỗ trợ các anh chị. Đó, Hùng vẫn hoàn toàn hỗ trợ các anh chị. Miễn là Hùng có thời gian, tại vì là Hùng cũng khá là bận. Đó thì cái việc ý thứ hai là Hùng chia sẻ là như vậy. Để chúng ta xuyên suốt cả một cái quá trình về công việc thì chúng ta cũng rõ ràng với nhau như thế, để là các anh chị cũng thoải mái. Và cái thứ hai nữa là để tránh những cái việc là không hay, bởi vì là rõ ràng là ngày xưa thì Hùng cũng đã, các anh chị xem những bản tin trước thì Hùng cũng đã rất là ok để hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư, để cùng cũng mở ra một cái nhóm, khi đấy Hùng đặt là nhóm chiến binh samurai đó. Và sau đó thì nó có những cái việc nó không hay, dẫn đến cái việc là từ đó thì Hùng chưa thể mở lại, và bây giờ là Hùng chỉ hỗ trợ những anh chị mà có chung quan điểm, có chung góc nhìn với Hùng Lê, thì chúng ta cùng về đây lập hội, gọi là về đây lập hội để chúng ta cùng đầu tư. Đơn giản thì có như vậy thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua. Thì rõ ràng một điều là nếu mà nói về tính chu kỳ, các anh chị có thể soi lại. Nói về tính chu kỳ thì các anh chị có thể soi lại là vậy là chúng ta còn một tuần nữa chúng ta sẽ kết thúc quý 1. Đó, một tuần nữa chúng ta sẽ kết thúc quý 1. Và quý 1 lịch sử của từ năm 2010 đến năm 2018 thì nó đã diễn ra. Đó là thường là quý 1 là thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm, và đến năm 2019 thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã tăng điểm. Và cái việc là quý 1 dần trôi đi và quý 2 sắp tới, vậy thì một cái quãng thời gian nó nằm giữa quý 1 và quý 2 thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có những cái lực đỡ nào, và sẽ có những cái kênh thông tin hỗ trợ nào, thì hiện tại thì Hùng Lê cũng chưa có tìm thấy, nhiều các cái điểm tựa về các cái yếu tố hỗ trợ về tính vĩ mô. Đó, còn hiện tại thì thị trường nó đang đi theo một cái quán tính, đấy là đi theo một cái luồng tiền, một cái luồng vận động từ sau tháng 1 năm 2019. Và các cái bản tin, đúng không ạ? Các cái bản tin của Hùng Lê thì Hùng Lê xuyên suốt, các anh chị lưu ý là tất cả những cái bản tin của Hùng Lê thì Hùng Lê đều xuyên suốt từ tuần này sang đến tuần khác. Đó, từ tuần này sang tuần khác, ví dụ như là từ tuần ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 thì Hùng Lê có khuyến nghị các anh chị là chúng ta hiện thực dần các cái khoản chúng ta đầu tư. Và tuần từ ngày 11 đến ngày 15 thì Hùng Lê có đánh giá là thị trường của chúng ta có những cái diễn biến khá là khó lường, khá là khó lường. Và đến tuần 18 đến tuần từ ngày 18 đến ngày 22 thì lúc đó thì Hùng Lê chỉ tập trung phân tích một số các cái mã cổ phiếu mà xuyên suốt trong quá trình của chúng ta, trong team của chúng ta theo dõi. Còn lúc đó thì thị trường của chúng ta thì cũng đang có cũng đang ở cái vùng gọi là vùng trên 1.000 điểm. Tức là khi đó thì cũng có ý tưởng là có đề cập đến cái việc là có thể là thị trường sẽ tiệm cận lên vùng, tức là yếu tố tạo lập của nhà tạo lập có thể đánh thị trường lên khoảng vùng 1.020 điểm. Và lúc đó thì cũng có khuyến nghị các anh chị là thị trường của chúng ta đang ở một cái ngưỡng khá là nhạy cảm, và chúng ta cũng các cái điểm mua mới thì cũng phải hết sức là thận trọng. Ok, thì chúng ta sẽ điểm qua một vài các cái danh mục cổ phiếu mà trong suốt cái thời gian qua chúng ta theo dõi. Đầu tiên là VIX. Thì đối với VIX, VIX có một cái nền vận động quanh vùng giá khoảng 116.5 đến vùng giá 120. Thì với những yếu tố hiện tại của VIX thì khả năng thì VIX vẫn đi ngang ở trong vùng này. VIX vẫn đi ngang ở trong vùng này để ủng hộ thị trường. Còn trên cái góc độ phân tích kỹ thuật hiện tại thì Hùng thấy rằng cái xu thế của VIX là đang rơi vào xu thế giảm giá, đang rơi vào xu thế không được tích cực, và VIX sẽ có một cái nền 116 ở đây. Cái nền 116 này nếu như VIX thủng
nền 116 với vốn đạt khoảng tầm từ 1 triệu rưỡi cổ phiếu thì đấy là một cái tín hiệu xấu. Và khi mà VIX đã thủng ở vùng này thì khả năng VIX sẽ rơi xuống, để về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn ở vùng dưới này. Và quan điểm hiện tại của Hùng thì VIX, cái phiên hồi ngày hôm nay, VIX đã lấy lại 1/2 thân nến xanh và VIX vẫn đang nằm ở trong một cái khung tích lũy. Thì như thế là nó đã tạm thời đẩy lùi cái việc là xấu. Tuy nhiên là vùng giá 116 các anh chị lưu ý, nếu như VIX thủng vùng giá 116 thì đấy là một tín hiệu xấu. VHM thì đối với Vinhome, với Vinhome thì rõ ràng một điều là trong tuần trước đúng không ạ, thì chúng ta cũng đã có phân tích rằng là Vinhome sẽ tiệm cận về quanh vùng giá 95 ở đây. Và trong tuần vừa qua thì Vinhome có một phiên thứ 6 rơi khá là mạnh. Tuy nhiên là phiên cuối tuần thì Vinhome cũng đã lấy lại 1/2 cái thân nến xanh ở trước đó. Thân nến đỏ trước đó, thì như thế là tạm thời, tức là kết tuần thì tạm thời, những cái tín hiệu kỹ thuật tạm thời thì cũng đang có thể là ok, đối với Vinhome. Và việc Vinhome giữ nhịp để giúp thị trường ổn định ở trên vùng 1.000 điểm là cực kỳ quan trọng. Anh chị lưu ý một điều như vậy. Còn đối với cổ phiếu Vinhome thì đã rất lâu rồi thì Hùng cũng không có khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia những cái mã cổ phiếu Vinhome hay là VIX. Đối với VRE thì trong các bản tin trước thì Hùng có phân tích là VRE đã có một nhịp test thành công ở quanh khoảng vùng giá 33. Quanh vùng giá 33 thì sau đó thì Hùng đã có phân tích là VRE trong nhịp từ 33 này sẽ tiệm cận và đánh về khoảng vùng 39 đến vùng 40. Thì rõ ràng một điều là trong cái nhịp phân tích đó thì đây, trong phiên ngày 14 tháng 3 thì VRE đã gần tiệm cận về vùng 40 và sau đó thì VRE có một nhịp rơi. Và một câu hỏi đặt ra đến thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ gom VRE ở đâu? Chúng ta sẽ có thể mua lại VRE hay không? Đó, thì trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì Hùng đang thấy là VRE đang chuyển từ pha đang ở pha xu thế giảm, mặc dù là ngày hôm nay VRE có một thân nến lấy lại phần nến xanh thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát VRE ở quanh vùng giá 34. Nếu như VRE có những phiên tích lũy lại ở đây, quanh vùng giá 34 tích lũy lại thành công và có những tín hiệu đảo chiều thì có thể đấy, chúng ta có thể mở mua gom lại đối với cổ phiếu VRE. Tuy nhiên cái việc mà để chúng ta mở mua gom lại VRE thì chúng ta cần phải quan sát anh chị nhé, chứ không phải là cứ về đến 34 là chúng ta mua. Về đến 34 chúng ta phải quan sát ở đó nền giá ở đó nó tích lũy như thế nào và nó mua được hay không. Đó, thì nếu như có những tín hiệu tốt mà có thể đạt được điểm mua thì Hùng Lê sẽ khuyến nghị các anh chị ở trên Zoom. Còn trên xu thế hiện tại thì VRE vẫn đang ở một cái xu thế rơi khá là mạnh và chúng ta sẽ cần thêm thời gian, chứ không thể là VRE như thế này thì không thể là VRE sẽ có thể tích lũy và lên lại được ngay đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát VRE ở vùng giá 34. Đối với cổ phiếu GAT, đối với GAT thì trong tuần vừa qua Hùng có đánh giá khi ở đây ở phiên Hùng có chat ở trên Zoom thì Hùng có đánh giá là VRE khả năng GAT sang tuần khả năng là sẽ có những yếu tố tạo lập để đánh vượt thoát vùng giá 102 đến 103. Thì trong tuần thì GAT cũng đã chạm, có lúc là đã chạm đến 105 và Hùng có phân tích ở trong cái nhịp đánh này là có thể là từ đây Hùng có vẽ ở đây là từ nền giá 97 có thể GAT sẽ tiệm cận lại về vùng 110. Tuy nhiên là phiên ngày thứ 5 thì GAT đã có một phiên rơi rất mạnh, dẫn đến là tất cả những yếu tố kỹ thuật của GAT thì nó đã bị bẻ gãy và GAT lại đi vào một cái vùng tích lũy. Đó, GAT lại đi vào một cái vùng tích lũy từ vùng 97 đến vùng 100 thì khả năng thì sang tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát GAT ở quanh vùng quanh cái nền tích lũy này. Nếu như một trong hai yếu tố bị thủng, ví dụ như GAT bị thủng nền giá 97 thì đấy là một yếu tố rất là xấu. Nhưng ngược lại, nếu GAT lại lấy lại được cái vùng thân nến xanh ở trên này thì cái cơ hội, cái dư địa đi tiếp nó sẽ còn. Đó, thì là phân tích kỹ thuật là gì? Phân tích kỹ thuật là chúng ta sẽ xem các cái yếu tố yếu tố hàng ngày để chúng ta có thể tiên lượng và định lượng được cái xu thế của cổ phiếu. Phân tích kỹ thuật thì nó chỉ đơn giản là như thế thôi. Còn trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu này cũng đang khá xấu, bởi vì đường MACD thì đang có tín hiệu
phân kỳ âm và cái đường tín hiệu thì đang chuyển từ pha xu thế tăng ở trước đó sang pha xu thế giảm, thì đối với cổ phiếu GAT thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê ở quanh cái nền 97 đến nền 100. PLX, đối với PLX thì sau khi PLX đã hoàn thành cái nền tích lũy ở dưới này, đấy là quanh vùng giá từ 57 đến khoảng vùng giá 59, thì PLX đã đánh tiệm cận về khoảng vùng 61 và thậm chí là cao nhất là lên vùng 63 ở trong tuần vừa rồi, thì cao nhất là chạm vùng 63. Và tuy nhiên cũng hoàn toàn tương tự như GAT thì PLX đã bị một phiên đẩy rất là mạnh ở trong ngày thứ năm. Và phiên ngày hôm nay thì PLX tiếp tục có một xu thế giảm giá, thì như thế này là xấu, bởi vì là PLX đã gãy không những là gãy về trend kỹ thuật và gãy cả về những yếu tố khác. Đường MACD của PLX cũng đang khá là xấu và những cái tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng khả năng là PLX sẽ tiếp tục giảm giá và sẽ giảm về trong cái nền tích lũy này. Thì đối với PLX thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát ở trong tuần tới, chúng ta cũng chưa vội vàng để chúng ta mở điểm mua lúc này. Mà đối với PVD, đối với PVD thì chúng ta thấy rằng là Hùng Lê đã bẻ kịch bản của PVD khi mà Hùng thấy PVD có những cái nền tích lũy khá là đẹp ở quanh nền giá 18, và trong kịch bản đó thì Hùng đã đề cập đến khả năng là PVD sẽ đánh lên vùng khoảng vùng 20.5 đến vùng 21. Tuy nhiên là phiên ngày thứ năm, đúng không? Phiên ngày thứ năm thì nó đã phá gãy hết tất cả những cái kịch bản các cái điểm kỹ thuật. Và với việc là chúng ta thấy rằng cái lượng hàng lớn đã được đẩy vào trong phiên ngày hôm nay, thì cũng đã có gần đến 3,8 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Đường MACD đang rất là xấu, một số các tín hiệu kỹ thuật khác, đường RSI cũng bị gãy, và một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng cho thấy rằng cái việc mà PVD đang gãy rất là mạnh, các anh chị lưu ý PVD đang gãy rất là mạnh, và chúng ta phải hoàn toàn chủ động cái việc trong những thời điểm này chúng ta hạn chế mở mua mới đối với những mã cổ phiếu như thế này. PVS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, là sau khi mà Hùng đã phân tích xong cái nền từ PVS từ nền 19 về nền 22, thì Hùng tiếp tục quan sát PVS ở quanh nền giá 20.5 đến nền giá 21, thì Hùng tiếp tục bẻ kịch bản của PVS. Có thể PVS sẽ đánh về khoảng vùng 23.5 đến vùng 24. Và phiên ngày thứ 6 thì cũng là phiên ngày thứ 5 thì cũng là một phiên mà PVS đã bị gãy kỹ thuật. Đúng không ạ? Đây gọi là gãy kỹ thuật. Thì đối với PVS chúng ta tiếp tục quan sát ở cái ngưỡng hỗ trợ của PVS ở đây. Cùng đánh giá ngưỡng hỗ trợ của PVS ở đây khoảng tầm 20.5. Quanh vùng 20.5, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là đối với PVS ở quanh vùng 20.5, nếu như sang tuần tới PVS vẫn đóng cửa giá ở trên vùng 20.5 và lực cầu tiếp tục được kích hoạt trở lại, và đường MACD thì bắt buộc phải bẻ gãy lại, thì như thế thì chúng ta sẽ có cơ hội đi tiếp của PVS vẫn còn. Tuy nhiên nếu tại vùng giá 20.5 PVS bị gãy, các anh chị lưu ý nhé, tại vùng giá 20.5 PVS bị gãy thì như thế là một tín hiệu rất là xấu với cổ phiếu này, thì chúng ta cũng cần phải chủ động đối với cổ phiếu này. BSR thì Hùng có quan sát BSR quanh vùng giá 14. 14 khi đó thì những cái điểm ở đằng tuần trước cơ, tức là đấy những cái bản tin Hùng Lê phân tích thì nó sẽ xuyên suốt như vậy. Tuy nhiên là ở vùng giá 14 thì BSR đã tích lũy không thành công và BSR gãy, và như vậy là BSR lại rơi về vùng giá 13. Thì tại vùng giá 13 này thì cũng gần như là cái vùng giá gần vùng giá 12 thì sẽ là vùng giá đáy trong kể từ lúc mà BSR lên sàn, và những tín hiệu tại thì BSR cũng chưa thực sự là có những yếu tố nổi bật, và xu thế hiện tại của BSR vẫn là một xu thế giảm giá và xu thế đi ngang quanh vùng giá 13. Quanh vùng giá 13 BSR cũng chưa có những yếu tố thực sự là tích cực. Chúng ta cùng đi BVH. Đối với BVH thì xuyên suốt tất cả các bản tin thì Hùng chỉ đánh giá đây là một cổ phiếu mà giữ nhịp cho thị trường mà thôi. Việc tham gia những cổ phiếu này thì cái khả năng sinh lời của chúng ta cũng khá là khó, và khả năng thì cũng chỉ đánh cùng lắm thì BVH cũng đánh tiệm cận về 100 thì khả năng sẽ dội về.
Đối với cổ phiếu Vinamilk, Vinamilk thì sau khi hoàn thành target về vùng 150 thì Vinamilk đã có một cái nhịp gãy. Và điều quan tâm trở lại là hiện tại thì một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là Vinamilk thì chúng ta sẽ canh như thế nào. Thì Hùng đánh giá rằng đối với Vinamilk, các anh chị Hùng đã chat ở trên room rồi. Vinamilk ở quanh vùng giá 135. Vùng giá 135 là vùng giá mà chúng ta sẽ quan tâm lại cổ phiếu Vinamilk ở trong cái nhịp rơi này. Và nếu như tại vùng giá 135 Vinamilk tích lũy được thành công, Vinamilk tích lũy được thành công và vượt thoát đi lên, thì như thế thì khả năng Vinamilk sẽ có một cái nhịp hồi. Và cái nhịp hồi này của Vinamilk thì nó sẽ chạy về đâu đó khoảng tầm vùng từ vùng 135 này, thì nó mạnh thì nó sẽ về được khoảng tầm một vùng 145 đến vùng 146. 145 đến 146 của Vinamilk ở trong cái nhịp hồi này, thì chúng ta sẽ quan sát Vinamilk ở quanh vùng giá 135. Còn nếu tại vùng giá 135 Vinamilk tiếp tục gãy thì như thế thì Vinamilk sẽ về ở một cái vùng thấp hơn, thì chúng ta sẽ qua từng phiên, qua từng tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát đối với cổ phiếu Vinamilk. Còn trên một số các cái chỉ báo kỹ thuật hiện tại thì Hùng đang thấy rằng là khả năng là cái lực hồi của Vinamilk ở quanh vùng giá 135 là hoàn toàn có khả thi ở trong tuần tới. Hoàn toàn có khả thi trong tuần tới, bởi vì Hùng thấy rằng những cái nhịp tích lũy ở đây và một số các cái chỉ báo yếu tố kỹ thuật khác, đặc biệt là đường MACD cũng đang có dấu hiệu hồi phục, và xung lực dòng tiền của cổ phiếu đang khá là tốt. Thì đối với cổ phiếu Vinamilk là một mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ quan tâm lại ở trong thời điểm này. SAB. Đối với SAB thì xuyên suốt Hùng vẫn phân tích mã cổ phiếu này, đấy là SAB đã có một cái vùng nền hỗ trợ quanh vùng giá 240, và tại vùng hỗ trợ 240 này cổ phiếu cũng thủng thì khả năng thì cổ phiếu có thể tiệm cận được, đánh lên, sẽ đánh lại ở gặp về vùng 260 đến 265. Tuy nhiên mã cổ phiếu này thì nó cũng mang tính chất dẫn dắt và giữ nhịp thị trường thôi, chứ còn nếu chúng ta đầu tư thì cũng khá là khó chịu đối với mã cổ phiếu này. Chúng ta cùng đi các mã cổ phiếu của họ hàng không VRC. Đối với VRC, chúng ta xem lại đối với VRC thì vẫn là một cái nền tích lũy thôi. Vẫn là một cái nền tích lũy, và điểm hỗ trợ của VRC vẫn là 117. Thì khả năng là cổ phiếu này sẽ chạm về vùng 117, và từ cái vùng tích lũy này thì chúng ta cũng sẽ quan sát lại ở sau khi mà cổ phiếu có những cái tín hiệu kỹ thuật. Còn đối với xu thế hiện tại của VTC thì vẫn là một cái xu thế đi ngang thôi, chưa có những cái yếu tố nổi bật đối với mã cổ phiếu này. HVN. Đối với HVN thì trong cái nhịp gãy ở đây, tức là trong cái nhịp chỉnh ở đây, thì Hùng Lê có đề cập đến cho các anh chị ở quanh nền giá 40 đến 40.5, tức là cổ phiếu này không được phép chỉnh gãy quá cái vùng 40 đến 40.5, thì đây có thể sẽ là một cái điểm mà chúng ta sẽ cover lại cổ phiếu này với mục tiêu của HVN đang phân tích tiệm cận về khoảng vùng 46, vùng 46-47, vùng 46-47 của trong cái nhịp này. Và hiện tại thì ngày thứ năm thì HVN cũng có một cái phiên bán khá là mạnh, và phiên ngày thứ 6 thì cũng có lấy lại được một phần giảm ở trước đó. Tuy nhiên là cái việc lấy lại này thì cũng chưa thực sự là thuyết phục. Đối với HVN, các anh chị lưu ý giúp lại Hùng Lê là vẫn vùng 40.5. Nếu vùng 40.5 này HVN không thủng thì dư địa đi lên nó vẫn còn, tức là cái việc mà cổ phiếu này dư địa đi lên để về hoàn thành về cái target phân tích của chúng ta ở đây là khoảng vùng 45 đến vùng 46 vẫn còn. Còn nếu mà việc mà cổ phiếu này gãy nền 40.5 với vol đạt khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu, thì như thế là cổ phiếu lại chuyển sang một cái pha xu thế sang pha xu thế xấu hơn. Còn lại thì bây giờ đối với HVN thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát ở quanh ngưỡng 40.5. Còn việc mở mua mới ở thời điểm hiện tại thì Hùng Lê không có khuyến khích, bởi vì sao? Tí nữa ông sẽ phân tích chỉ số VN Index của chúng ta. Chúng ta cùng HVN chúng ta phân tích luôn cổ phiếu hàng không ACV.
Đối với ACV thì vẫn là một cái nền tích lũy đi ngang, và có trong các bản tin trước thì cũng có đề cập đến cái vùng 86.5, và chúng ta quan sát ở vùng 86.5 này thì liệu khi cổ phiếu chạm về, thường là chạm về cái vùng hỗ trợ này thì thường là cổ phiếu sẽ lình xình, và hiện tại thì cũng đang lình xình ở quanh vùng 86. Các cái chỉ báo kỹ thuật khác chưa có những cái yếu tố để có thể cổ phiếu này có những cái lực bật để đến tại thời điểm này. Cổ phiếu Mansan đúng không ạ? Mansan MSN. Đó, đối với MSN thì sau khi mà MSN đã chạm về khoảng vùng 90 đúng không ạ? Vùng 90 thì trong tuần trước thì Hùng cũng đã có phân tích cái mã cổ phiếu MSN. Và Hùng có đánh giá rằng MSN đã chuyển từ pha xu thế lình xình đi ngang sang pha xu thế giảm giá, và xu thế chủ đạo của MSN vẫn là một xu thế giảm giá. Hùng chưa thấy được những cái tín hiệu tích cực của MSN, và đặc biệt đường MACD tiếp tục mở rộng, bung rộng ra thì càng cho thấy rằng cái xu thế giảm giá của Mansan đang tiếp diễn và giảm giá rất là mạnh, dẫn đến cái việc là các anh chị mà đang cầm cổ phiếu này thì chúng ta cũng phải chủ động để đảm bảo an toàn tài khoản. Và khả năng thì trong nhịp này thì Mansan lại đánh về, chạm lại về vùng 80, và từ vùng 80 đó thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu Mansan. Chúng ta cùng phân tích một số các cái mã cổ phiếu ngân hàng. Đối với cổ phiếu ACB, ACB đã có một nhịp đánh về vùng 32, và sau đó thì ACB đã có một cái nhịp rơi. Nhịp rơi này thì cũng khá là xấu. Tại vì sao? Tại vì trong cái nhịp này thì cũng có phân tích đề cập đến là khả năng thì các yếu tố tạo lập của ACB có thể đánh cổ phiếu này về khoảng vùng giá 34 đến vùng giá 35. Tuy nhiên là về đến vùng giá 32 thì đã bị gãy và gần như gãy về điểm xuất phát là vùng 30 đến 30.5 ở bên này. Nếu chúng ta nhìn ở trên góc độ kỹ thuật, chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cổ phiếu này chưa có tạo lập. Và dẫn đến một việc là chưa có tạo lập nên là cái xu thế tăng mạnh của cổ phiếu nó chưa có. Và đối với ACB thì Hùng vẫn kỳ vọng ở trong nhịp này ACB sẽ đánh về vùng 30.5. Tuy nhiên là nó còn có phụ thuộc vào yếu tố thị trường chung nữa. Còn đối với mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ lưu ý giúp Hùng là ở quanh nền giá 30. Quanh nền giá 30 thì khả năng là cổ phiếu này 30 đến 30.3, thậm chí là 30.5 đi, tức là cổ phiếu này cần phải tích lũy lại ở quanh vùng 30.5 thì cái cơ hội để mà chúng ta đi tiếp về cái vùng này nó sẽ còn. Chứ còn nếu mà ví dụ như cổ phiếu mà sang tuần một cổ phiếu lại thủng cái vùng 30.5 thì như thế là thì cái dư địa tăng lên là nó không còn, và khả năng là sẽ là làm một cái pha xu thế lình xình đi ngang ở quanh vùng giá 30. Đó thì các cái yếu tố tạo lập dòng tiền và các mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ hàng tuần thì chúng ta sẽ căn cứ các cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta sẽ phân tích. Vietcombank, đối với Vietcombank thì là một trong những mã cổ phiếu bank rất là mạnh rồi. Vietcombank đã có một nhịp đánh vượt vùng 65. Vùng 65 là vùng Hùng Lê đã phân tích ở đây, thì Hùng đánh giá rằng trong cái nhịp này thì Vietcombank có thể đánh về vùng 65. Và những yếu tố tạo lập hiện tại của Vietcombank thì sao? Chúng ta có thể thấy rằng là khi ở trong tuần vừa qua thì Vietcombank tiếp tục neo được quanh vùng giá 67. Khoảng quanh vùng giá 67. Đó, quanh vùng giá 67 thì cái việc mà khi thị trường có những biến động mạnh mà cổ phiếu này neo được ở quanh vùng giá đây thì cũng khá là tốt. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể lưu ý rằng là cái vùng 70 là một cái vùng mà cổ kháng cự rất là mạnh của Vietcombank, thì có thể là yếu tố tạo lập tại đây Vietcombank sẽ đánh một nhịp dẫn về vùng 70 để hút dòng tiền, và từ vùng 70 này thì có thể cổ phiếu sẽ phân phối, và khi mà cổ phiếu phân phối của Vietcombank phân phối ở đây thì như thế thì nó sẽ có một cái nhịp giảm rất là mạnh ở sau này, thì sẽ đến đến từ cái thời điểm đó thì chúng ta sẽ tiếp tục
phân tích, nhưng mà ý đồ tạo lập ở đây tức là neo lên đến vùng giá 67 mà cổ phiếu vẫn không giảm thì khả năng là sẽ có một nhịp đánh dẫn tiếp để hút dòng tiền của nhà đầu tư. Đó thì khả năng là cái kịch bản của Vietcombank nó sẽ là như vậy. Chúng ta cùng phân tích tiếp cổ phiếu BID. Đối với BID thì cũng có đề cập đến một cái nền giá, đấy là nền giá 33.5 ở trong những bản tin phân tích trước. Nếu nền giá này của Bit không thủng thì cái dư địa đi lên của Bit vẫn còn, và Hùng có đánh giá rằng trong cái nhịp này thì Bit có thể đánh về vùng giá 40. Tuy nhiên là trong tuần thì Bit đánh được về cao nhất ở đây là khoảng quanh vùng giá 37.5. Quanh vùng giá 37.5 thì Bit đã có một cái nhịp chỉnh về quanh vùng giá 35. Thì những với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy là phiên ngày hôm nay thì Bit có lấy lại một phần nến giảm ở trước đó. Thì đối với kịch bản của Bit thì các anh chị cũng có thể quan sát lại. Đây thực ra là cái nền của Bit thì nó cũng 34.5. Đó thì nó sẽ khoảng cái vùng 34.5 thì Bit mà không thủng cái vùng này thì như thế là cái cơ hội mà Bit đi tiếp thì vẫn còn. Còn nếu ngược lại mà Bit mà thủng vùng 34.5 thì như thế là cái dư địa mà để Bit đi tiếp sẽ không còn nữa, và khả năng Bit lại lình xình đi ngang, tích lũy đi ngang ở quanh cái vùng giá 33.5 đến vùng giá 34 ở đây. Còn việc mở mua mới thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ không mở mua mới. CTG, đối với CTG thì Hùng có đánh giá là cái dư địa của cổ phiếu đi lên trong xuyên suốt tất cả các cái bản tin, từ những cái bản tin trước thì Hùng có đánh giá rằng các cái yếu tố tạo lập của công thương thì khả năng là nhịp này công thương cần phải đi một cái nhịp xa hơn, đấy là công thương đánh về khoảng vùng 25 đến vùng 26. Và phiên thứ 5 thì cũng không ngoại trừ xu thế chung thì công thương cũng bị đẩy bán rất là mạnh. Tuy nhiên là phiên ngày thứ 6 thì công thương đã lấy lại được vùng 22.5. Như thế là một cái yếu tố rất là tích cực của công thương ở đây, 22.5. Và với việc là công thương lấy lại được vùng 22.5 thì Hùng đánh giá rằng cái khả năng đi tiếp của công thương là còn. Trên một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng chưa thực sự là xấu. Và cái phiên ngày hôm nay công thương lấy lại được như thế này là rất là đẹp rồi. Và trong tuần tới thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê cái vùng ở quanh vùng 22 đối với công thương. Công thương vẫn tích lũy được trên vùng giá 22 và có những phiên tạo lập để neo lại dòng tiền đối với cổ phiếu này, thì cái khả năng đi tiếp và tiệm cận về vùng 25 đến vùng 26 là hoàn toàn hiện thực, hoàn toàn có thể xảy ra. Cổ phiếu MBB. Đối với MBB thì trong giai đoạn này thì cũng không có khuyến nghị các anh chị đầu tư, bởi vì là MBB thì nó đang gặp một cái vùng cản rất lớn, đấy là quanh vùng giá 23. Quanh vùng giá 23, 23 đến 23.5, thậm chí là lên đến vùng 24. Ở đây thì đây là những cái vùng cản rất là lớn, và thường thường khi gặp những cái vùng cản rất là lớn như này thì cổ phiếu đánh nó cũng đánh khá là khó chịu. Còn trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là khả năng thì MBB sẽ đi chậm, tức là cái việc mà tăng nhanh thì nó sẽ không tăng nhanh, nhưng khả năng MBB vẫn tiếp tục tăng giá và sẽ đi chậm và sẽ tiệm cận về cái vùng 24 đến vùng 24.5, thậm chí là có thể đạt được về vùng 24 đến 24.5. Chắc là trong nhịp này thì MBB cũng chỉ đạt được về đến vùng này thôi. Chúng ta cùng xem STB thì đang xấu, bởi vì là dòng tiền thì đang thanh khoản thì đang khá là cạn kiệt đối với mã cổ phiếu này, và một cái trạng thái cổ phiếu đi ngang ở quanh một cái vùng nền giá khoảng quanh vùng giá 12.7 đến 12.5, 12.5 đến 12.7 như thế này thì nó chưa có những cái yếu tố tạo lập để có thể là cổ phiếu có thể tiếp tục đi lên. Đối với cổ phiếu SHB thì sau có những cái phiên break rất là mạnh để đẩy cổ phiếu này vượt cái vùng tích lũy, đấy là vùng giá 7.7 trong một cái nền khá là dài ở đây, thì sau đó thì cổ phiếu SHB lại tiếp tục đánh lại về vùng tiệm cận lại vùng hỗ trợ. Thì với những yếu tố kỹ thuật hiện tại thì cũng chưa thấy được là SHB
có những yếu tố tạo lập, khả năng thì cổ phiếu này vẫn sẽ lình xình đi ngang quanh vùng giá 7.7, chưa có những yếu tố tạo lập để có thể cổ phiếu này sẽ tăng mạnh được. Và cái vùng cản ở trước mắt của cổ phiếu này ở quanh vùng giá 9 khá là mạnh. Chúng ta cùng đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu về chứng khoán SSI. Đối với SSI từ nền 26 thì Hùng đã có khuyến nghị các điểm mua, và Hùng đánh giá rằng SSI có thể tiệm cận ở trong nhịp này sẽ tiệm cận về vùng 29 đến vùng 30. Vùng 29 đến vùng 30. Tuy nhiên là cổ phiếu này chỉ đánh được đến cao nhất ở đâu đấy ở quanh vùng 29.5. Đó, 29.5. Như thế là cũng gần về đến cái target của Hùng lên phân tích. Và sau đó thì cổ phiếu này đã có một nhịp rơi rất là mạnh. Còn trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì Hùng thấy rằng là xu thế cổ phiếu SSI đang nằm ở một cái pha xu thế giảm giá khá là mạnh, và chúng ta sẽ những cái điểm đây gọi là những cái điểm gãy kỹ thuật của SSI rất là mạnh, những cái điểm gãy kỹ thuật của SSI rất là mạnh như thế này thì cổ phiếu sẽ cần phải có thời gian để cổ phiếu tích lũy lại, cổ phiếu cần phải có thời gian để tích lũy lại. Và những anh chị mà chúng ta đang cầm nắm SSI thì chúng ta đã phải ra hàng đúng không ạ? Trong các bản tin tuần trước thì cũng đã khuyến nghị rằng là khi chạm về cái vùng target của người phân tích thì thường thường là cổ phiếu nó sẽ rất hay hay bị rơi, thường là như vậy. Một số các cái cổ phiếu cá biệt thì có thể là phân tích thì nó có thể là nó sẽ chạy về cao hơn. HCM, đối với HCM thì đối với HCM thì trong cái bản tin của tuần trước thì cũng có đề cập đến ở đây là cái nền hỗ trợ của HCM khoảng quanh vùng giá 30. Nếu như cổ phiếu này tiếp tục tích lũy được thì cổ phiếu sẽ có thể đánh tiệm cận về vùng, tiếp tục đánh về vùng 34 đến vùng 35. Tuy nhiên là phiên ngày thứ sáu thì cổ phiếu này đã gãy nền hỗ trợ 30, và xu thế hiện tại của HCM vẫn là một xu thế giảm giá, tức là khi mà bị gãy kỹ thuật thì cổ phiếu nó sẽ không thể về được cái vùng giá mục tiêu đó, mà tại cái điểm gãy đó thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải hành động theo cái xu thế của thị trường, chúng ta không thể chống lại xu thế của thị trường được. HPG. Đối với HPG thì đây là một cái mã cổ phiếu mà nhịp trước thì đã có một nhịp chúng ta tham gia đầu tư, và cũng có đánh giá rằng là trong cái nhịp từ nền giá 30. Các anh chị có thể xem lại các bản tin trước, từ nền giá 30 thì HPG có thể đánh chạm về vùng 34 đến vùng giá 35. Và rõ ràng là HPG đã đạt được đến target phân tích, và sau đó thì HPG đã có một nhịp giảm. Và giảm về đâu thì đối với cổ phiếu HPG là một trong những mã cổ phiếu mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm trở lại đối với mã cổ phiếu này. Và cái vùng giá chúng ta sẽ quan tâm lại ở quanh vùng giá 31. Quanh vùng giá 31, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là chúng ta sẽ quan tâm lại HPG ở quanh vùng giá 31. Thì những cái mã cổ phiếu nào mà đang còn dư địa để đầu tư thì Hùng Lê nhấn mạnh trong các bản tin là chúng ta quan tâm lại. Còn những cái mã nào mà không còn cái cơ hội hoặc là Hùng Lê chưa có nhìn thấy thì Hùng Lê sẽ không đề cập đến ở trong đó. Đó thì đối với HPG chúng ta đang quan sát lại, quan tâm lại vùng giá này. Hiện tại thì Hùng thấy rằng hai phiên gần đây thì lượng hàng, lượng cầu ra khá là thấp. Tuy nhiên là tín hiệu kỹ thuật thì dòng tiền thì đang được kích hoạt dần trở lại, xung lực dòng tiền thì đang có vẻ là đang tốt hơn. Nhưng mà trên chỉ báo kỹ thuật, đặc biệt là chỉ báo MACD thì Hùng chưa có thấy được các yếu tố tích cực, và khả năng là HPG sẽ lình xình ở quanh vùng giá 31 đến 31.5 ở đây, và chúng ta sẽ quan sát ở vùng này. Nếu cổ phiếu tích lũy thành công thì đấy là cái điểm mà chúng ta sẽ cover lại cổ phiếu HPG. Còn HPG có một phiên ở đây là phiên 15 triệu thì đây là một cái phiên bất thường. Một cái phiên bất thường sau khi mà Hòa Phát đặt cái kế hoạch lợi nhuận của năm 2019 bị giảm đi thì dẫn đến việc là cổ đông thi nhau bán. Tuy nhiên cái việc là bán như thế này thì nó cũng là hơi thái quá, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát lại cổ phiếu Hòa Phát tại đây. Một số các cái mã cổ phiếu mà các anh chị cũng hay quan tâm ở đây đấy là mã MVKG và mã PNG, thì Hùng sẽ phân tích nốt hai cái mã này nữa. Thường sẽ phân tích về thị trường.
Đối với MWG thì vẫn là một cái vùng lình xình đi ngang. Đấy, cổ phiếu mà những cái vùng lình xình đi ngang như thế này thì Hùng Lê cũng ít quan tâm đến mã cổ phiếu, bởi vì là chúng ta mua chúng ta cũng sẽ rất là khó chịu. Thậm chí là chúng ta còn bị tâm lý, chúng ta còn bị tâm lý mà cái lãi nó không được là bao nhiêu. Thì đối với MWG, các anh chị lưu ý MWG vẫn đang trong một cái trạng thái giảm giá, các anh chị lưu ý. Giảm giá, tức là xu thế hiện tại của MWG vẫn là một xu thế giảm giá ở đây. Từ chạm về vùng 90 và giảm về đâu thì khả năng là sẽ về hỗ trợ kênh dưới thôi, tức là khoảng quanh vùng giá 85. Quanh vùng giá 85 thì sẽ quan tâm trở lại đối với cổ phiếu MWG. P&G. P&G. Đối với P&G thì hiện tại thì nó đang tích cực hơn cả so với các mã cổ phiếu mệnh giá lớn, đúng không ạ? Mệnh giá lớn. Và trong bản tin tuần trước thì Hùng có đề cập đến vùng giá 100. Anh chị lưu ý là vùng giá 100 của P&G. Và nếu P&G vẫn tiếp tục tích lũy được ở trên nền giá 100 thì cái cơ hội mà P&G có thể sẽ tiệm cận lại về vùng đỉnh đây, gần nhất ở đây là khoảng vùng 110. Quanh vùng 110 như thế này. Thì đây là một cái cổ phiếu mà hiện tại là Hùng đánh giá cũng đang khá là ok. Tuy nhiên là cái đường đi của cổ phiếu thì nó cũng khá là rích rắc, và dẫn đến cái việc là Hùng Lê không có yêu thích những cái mã cổ phiếu như thế này. Hùng thường chọn những cái mã cổ phiếu mà đường đi nó dễ dàng phân tích và dễ dàng nhìn thấy, ví dụ như là HVH chẳng hạn, VGI đó. Tại sao Hùng lại rất thích những cái mã cổ phiếu này thì là bởi vì cái đường đi của nó rất là đẹp và nó rất là dễ chịu. Còn ví dụ như các anh chị có thể thấy là P&G các anh chị cũng thể đầu tư, cũng có thể sinh lãi, nhưng mà các anh chị nhìn thấy cả một cái quãng thời gian nó dài như thế này, nó chỉ đi rích rắc và nó tăng ít một như này, thì dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ bị tâm lý, và khi chúng ta bị tâm lý thì như thế thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả đầu tư của chúng ta. Ok, thì vừa rồi Hùng có điểm qua một số các cái cổ phiếu, các cái nhóm mã ngành cổ phiếu đầu ngành. Thì bây giờ Hùng sẽ phân tích chỉ số VN Index của chúng ta. Thì trong buổi tối ngày hôm qua Hùng đã chat ở trên Zoom. Thì Hùng có đề cập đến vấn đề là chúng ta cần phải đánh giá lại khách quan cái phiên giảm mạnh của ngày thứ năm là do giảm, do đáo hạn phái sinh hay là do lực chốt lời mạnh của nhà đầu tư. Và lúc đó thì Hùng Lê đang nghiêng về kịch bản thứ hai, đấy là kịch bản lực chốt lời của một của các nhà đầu tư. Và tại sao lại như vậy thì Hùng đã phân tích chi tiết ở đây. Và kết luận lại thì Hùng Lê có đề cập đến là VN Index của chúng ta ngày hôm nay, tức là ngày thứ sáu, phải lấy lại được trên mốc 985 điểm. Và các cổ phiếu gãy thì phải lấy lại được ít nhất là 1 phần 3 thân nến giảm ở trước đó. Thân 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 nến giảm ở trước đó thì như thế thì mới gọi là thị trường thì còn sẽ cơ hội đi tiếp đó. Thì tức là thỏa mãn được những yếu tố đó thì thị trường sẽ có cơ hội đi tiếp, và cái nền giá 900 VN Index, điểm số 980 sẽ là một cái nền hỗ trợ tiếp theo. Và khi đó thì Hùng đã đưa ra tất cả các cái kịch bản này để cho các anh chị có thể hình dung ra được, để từ đó chúng ta chủ động ở trên mỗi tài khoản của chúng ta. Bởi vì rõ ràng một điều là tất cả các anh chị đầu tư thì các anh chị phải tự quyết định ở trên cái tài khoản của mình đó. Và khi thị trường có những cái biến động xấu thì chúng ta phải hoàn toàn chủ động ở cái việc đó. Đối với VN Index, các anh chị có thể thấy đây đây là một cái khung mà Hùng đã vẽ từ bản tin phân tích từ tuần trước cơ. Đó thì là khung trên là 1.000 và khung dưới là 985 điểm. Đây là một cái nền mà VN Index của chúng ta đang 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 diễn ra ở trong cái giai đoạn này. Và khi mà thủng một trong hai ngưỡng thì nếu mà thủng ngưỡng trên thì thị trường của chúng ta, dư địa của chúng ta sẽ tiếp tục đi đi lên. Còn như thủng ngưỡng dưới thì như thế là dư địa của thị trường và những cái yếu tố hỗ trợ của thị trường nó sẽ bị xấu đi. Còn về trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì ngày hôm nay thì VN Index đã lấy lại vùng 985, tức là đóng cửa vùng 900 988 đóng cửa vùng 988 điểm, 988 điểm. Tuy nhiên, cái việc ngày hôm nay thì Hùng Lê không đánh giá thực sự tích cực lắm, không đánh giá thực sự tích cực lắm, bởi vì là cái điểm số lấy lại nó hơi ít so với cái điểm gãy ở trước đó. Ví dụ phiên ngày hôm nay mà thị trường của chúng ta tăng được khoảng tầm trên 10 điểm,
trên 10 điểm và cái khối lượng giao dịch nó phải đạt khoảng tầm từ 220 triệu cổ phiếu trở lên, thì như thế thì nó sẽ ok hơn. Tuy nhiên là VN Index của chúng ta lại lấy lại được ở trong cái nền nền tích lũy. Hùng Lê cái tạm thời gọi là nền tích lũy ở đây là nền 985 đến nền 1.000 điểm. Và thứ hai nữa là nền 980 ở đây. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, 980 ở đây là một cái điểm hỗ trợ của kênh dưới của VN Index. Thì đây là cái điểm mà hội tụ ở hai yếu tố. Một là hỗ trợ ở biên dưới và hai là hỗ trợ ở trên cái nền tích lũy. Thì cái cơ hội, các anh chị lưu ý là cái cơ hội đi lên vẫn còn. Đó, tức là phiên kết tuần ngày hôm nay như thế này thì cơ hội VN Index của chúng ta đi lên vẫn còn. Tuy nhiên nếu ở sang tuần tới, các anh chị lưu ý, nếu ở sang tuần tới VN Index của chúng ta thủng vùng giá 980, VN Index của chúng ta chỉ cần thủng vùng giá 980 và cái khối lượng của cổ phiếu lại giao dịch đạt lớn hơn khoảng tầm 200, hơn trên 200 triệu cổ phiếu, thì như thế là cái xu thế của thị trường của chúng ta sẽ chính thức là bước vào một cái xu thế giảm giá. Và khi mà thủng 980 thì khả năng cao thì thị trường của chúng ta sẽ về ở một cái nền hỗ trợ thấp hơn ở dưới này, đấy là khoảng vùng 960. Đó, thì qua cái vùng 960, nếu như mà vùng 980 mà không trụ được thì khả năng là VN Index của chúng ta sẽ rơi về vùng 960. Thì hàng tuần thì chúng ta sẽ cùng phân tích. Còn trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì Hùng thấy rằng dòng tiền của thị trường đang yếu đi, đấy là một cái yếu tố rất là xấu. Và đường MACD, các anh chị cũng có thể thấy là đường MACD thì đã chuyển sang phân kỳ âm, và các cái đường tín hiệu thì đã chuyển sang pha xu thế giảm giá rất là mạnh. Các anh chị cũng có thể thấy rằng ở phiên ngày 28 tháng 2 ở đây cũng có một phiên rơi rất là mạnh, nhưng khi đó thì các cái yếu tố kỹ thuật khác nó chưa thể hiện rõ. Và phiên ngày hôm sau, các anh chị thấy rằng phiên ngày hôm sau thì VN Index ngay lập tức, đây Hùng sẽ chỉ lại cho các anh chị, phiên ngày hôm sau thì VN Index của chúng ta ngay lập tức đã lấy lại được gần như 1/2 thân nến rơi trước đó, thì như thế là cái dư địa để VN Index của chúng ta tiếp tục đánh lên là còn. Còn ngày hôm nay thì VN Index của chúng ta có lấy lại điểm nhưng chưa thực sự thuyết phục. Và các anh chị lưu ý giúp Hùng ở những cái ngưỡng mà Hùng đã phân tích ở đây, đấy là vùng 980, vùng 985 đến vùng 1.000 điểm của chỉ số VN Index. Và chúng ta thấy rằng ở trên góc độ hiện tại thì đường RSI cũng đang khá là xấu, khi RSI đã bị bung qua cái vùng trên, ở vùng gọi là đường quá 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 mua ở trên, đấy là vùng 70, và cắm xuống. Và chỉ cần RSI cắm tiếp một nhịp nữa thì như thế thì cái việc là thị trường của chúng ta giảm nó sẽ rất là mạnh. Các anh chị lưu ý những cái điểm nhấn ở đây. Còn trên góc độ HNX Index thì hoàn toàn tương tự như thế. Hùng có vẽ ở đây, đấy là một vùng nền từ 106 đến vùng 108.5, và khi thủng một trong hai ngưỡng thì như thế là chúng ta cũng có thể dễ dàng hình dung, thì HNX Index đã có một nhịp tăng khá là tốt, chạm tiệm cận về vùng 109, và ngày thứ sáu thì cũng đã có một phiên rơi rất mạnh. Và Hùng sẽ chỉ lại cái phiên ngày 20, đấy các anh chị có thể thấy ngày 28 tháng 2 HNX cũng chỉ rơi không mạnh như là phiên ngày hôm nay, nhưng mà ngay sau đó thì gần như là HNX Index đã lấp đầy cái thân nến đỏ trước đó. Còn HNX Index hôm nay tăng cũng không thực sự là thuyết phục. Thì đấy là về kịch bản thị trường. Thì Hùng đánh giá như thế này, ở trên xu thế hiện tại có hai yếu tố. Thứ nhất đó là về tính chu kỳ của thị trường. Thì các anh chị lưu ý là còn tuần tới là tuần kết thúc quý 1 và luân chuyển sang quý 2. Thì chúng ta có thể xem lại lịch sử quý 2 từ năm 2010 đến nay. Thì Hùng thấy là cái xu thế là quý 1 đã tăng điểm mạnh thì thường quý 2 sẽ có một cái trạng thái lình xình đi ngang hoặc là sẽ là giảm điểm. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai nữa là trên góc độ là một số các cái mã cổ phiếu trụ, một số các cái mã cổ phiếu dòng, thì hiện tại là chỉ có một số mã cổ phiếu đã chỉnh xong, ví dụ như Vinamilk, đó là Hùng đang tiên lượng ở vùng giá 135. Còn một số các mã cổ phiếu khác, ví dụ như Mansan, ví dụ như VIX, ví dụ như Vinhome, thì những cái mã cổ phiếu họ nhà VIX cũng chưa hề chỉnh một tí nào cả. Thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta phải tiên lượng. Nếu mà họ nhà VIX chỉnh thì như thế là xu thế thị trường của chúng ta sẽ khó mà đỡ được. Cái thứ ba nữa là
nhìn trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì các tín hiệu kỹ thuật thì có những cái điểm nhấn thì Hùng đã nói rồi. Vùng đệm, vùng hỗ trợ ở trong nhịp này là 9580 và vùng nền tích lũy VN Index của chúng ta không được phép gãy vùng 9885. Thì như thế thì cái dư địa mà cái khả năng đi tiếp của thị trường là còn nếu mà vùng 9885 và đặc biệt là vùng 9880 bị gãy và các cái tín hiệu kỹ thuật khác thì Hùng sẽ liên tục soi ở trong tuần tới và có thể là mỗi buổi tối. Mỗi buổi tối thì Hùng sẽ phân tích lại thị trường và Hùng sẽ chat lên đây để cho các anh chị cập nhật. Đó thì là chúng ta sẽ cập nhật liên tục ở trong cái tuần tới, bởi vì cái tuần tới là một tuần hết sức là nhạy cảm của thị trường. Đó, nó có thể là đi tiếp hoặc nó có thể gãy, mà khi mà thị trường đã gãy ở trong cái điểm gãy này thì sẽ rất là xấu. Hùng Lê đánh giá là nếu mà điểm gãy này thì rất là xấu. Chính vì vậy ở trong giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là chúng ta chủ động trong các điểm mua điểm bán. Những mã cổ phiếu nào mà có lãi có lời thì chúng ta chủ động chốt và chúng ta đưa về một cái tỷ trọng tiền mặt trên cổ phiếu ở một cái tỷ trọng an toàn cho tài khoản của chúng ta, để khi thị trường có những yếu tố bất biến bất lường thì chúng ta có thể sẵn sàng chúng ta hành động. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ điểm qua một số các cái mã cổ phiếu. Đây là danh mục các mã cổ phiếu mà tuần trước chúng ta đã phân tích. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ điểm lại để chúng ta xem thử là trong tuần vừa qua các mã cổ phiếu này nó lên hay nó xuống hay là nó đang vận động như thế nào. Thì chúng ta sẽ phân tích và những cái mã cổ phiếu nào mà gãy, mà hỏng thì chúng ta sẽ bỏ. Đó. Và những cái mã cổ phiếu nào tốt thì Hùng đã có ở trong tuần thì Hùng đã có khuyến nghị thêm các anh chị một số các cái mã cổ phiếu, thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích chi tiết. Và thêm một cái yếu tố nữa là Hùng Lê muốn đề cập đến cho các anh chị chúng ta cực kỳ lưu ý đấy là thành công ở trên thị trường chứng khoán không phải là luôn luôn chúng ta chọn được mã cổ phiếu đúng, mà chúng ta để cái mấu chốt thành công ngoài việc chúng ta chọn cổ phiếu thì cái việc quản trị danh mục của chúng ta cực kỳ quan trọng. Và có thể một cái bản tin video tiếp tới đây thì Hùng Lê sẽ có một cái bài chia sẻ phân tích về cái phương pháp đầu tư, cách quản trị rủi ro dòng tiền, quản trị rủi ro tài khoản. Đó. Và sau đó khi Hùng Lê có thời gian nữa thì Hùng Lê sẽ làm thêm các cái bản tin phân tích để hướng dẫn các anh chị về cách đọc nến, về cách đọc các cái mô hình nến, về cách đọc các cái mô hình nến đảo chiều. Đó thì để cũng là một trong những cái phần kiến thức mà Hùng Lê sẽ cố gắng chuyển tải thành các bản tin video, và chúng ta sẽ phân tích trực tiếp ở trên này, thì để Hùng Lê sẽ chỉ cho các anh chị những cái trường hợp cụ thể như thế nào đó để các anh chị có thể hình dung ra được. Thì đấy cũng là một trong những cái chương trình Hùng Lê sẽ cố gắng dành thời gian để sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư. Thì chúng ta sẽ lướt nhanh những cái mã cổ phiếu nào mà trọng tâm thì Hùng sẽ nói kỹ. SCS, đối với mã cổ phiếu SCS thì các anh chị cũng xem rồi. Khi mà Hùng Lê phân tích cổ phiếu SCS đã đạt được đến về target vùng 22, vùng 22, đúng không ạ, vùng 22 thì Hùng Lê tiếp tục bẻ kịch bản của cổ phiếu SCS. Đấy là từ vùng nền 22 thì SCS có thể chỉnh nhẹ và tiếp tục đánh về vùng 26, tiếp tục đánh tiệm cận về vùng 25 đến vùng 26. Thì trên góc độ hiện tại thì Hùng thấy rằng là SCS rất là đẹp. Rất là đẹp khi mà SCS không bị gãy cái nền 23.3, mặc dù là thị trường có những cái phiên biến động rất là mạnh, thậm chí là phiên biến động trong phiên ngày thứ 6 mà SCS vẫn không gãy nền 23.3, thì cái dư địa để đi lên, cổ phiếu này đi lên để tạm chạm cái target Hùng Lê phân tích 25-26 vẫn còn. Còn điểm mua mới thì bây giờ không có mua nữa nhá các anh chị nhá, bởi vì là bây giờ nó đã đi quá là xa rồi. Nam Long, NLG thì Hùng có phân tích Nam Long ở quanh cái vùng 26.5 đến vùng 27.3. Đây là một cái nền tích lũy của Nam Long. Hùng đánh giá là cổ phiếu này đã thoát được cái kênh xu thế giảm giá của Nam Long. Tuy nhiên là hiện tại thì Nam Long lại đánh về vùng nền. Và rõ ràng một điều khi chạm về vùng nền thì cái vùng mà Nam Long sẽ tích lũy đấy là cận dưới là vùng 26.5. Và đối với Nam Long thì Hùng đã đề cập rồi, tức là Nam Long sẽ bị có một cái vùng cản khá là mạnh ở đây ở quanh vùng 29. Thì đối với cổ phiếu Nam Long thì các anh chị
nào mà đầu tư hoặc đang nắm giữ thì cũng lưu ý những yếu tố này. SDI thì trong tuần vừa qua hơi xấu bởi vì sau khi SDI, kịch bản của SDI thì Hùng đã phân tích rồi. Đấy là Hùng phân tích từ vùng giá 60 và chỉnh về vùng 59, và trong nhịp này thì Hùng đánh giá là SDI sẽ có thể tiệm cận về vùng 80. Tuy nhiên trong tuần thì SDI khá là xấu khi mà SDI đã đánh gãy hết cái điểm bật ở trước đó và lại về lại vùng tích lũy ở vùng 60. Ở 60 thì đối với SDI thì các anh chị chúng ta vẫn, một số anh chị có mua SDI thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta quan sát SDI quanh vùng giá 60 để xem cổ phiếu này sẽ vận động lại ở quanh vùng giá này như thế nào. Thì Hùng đánh giá khả năng là vùng giá 60 sẽ tiếp tục tích lũy lại. Còn về trên yếu tố kỹ thuật thì trong tuần hơi xấu bởi vì là đánh như thế là nó bị gãy kỹ thuật, thì đối với cổ phiếu SDI là như vậy. TDH, đối với TDH thì Hùng có đánh giá ở quanh nền 11 đúng không ạ, và Hùng có phân tích TDH từ nền 11 có thể chạm về vùng 12 đến vùng 12.5. Đây vẫn còn nguyên thì như thế là trong tuần vừa rồi thì TDH cũng đã chạm qua vùng 12.5 và TDH có một nhịp giảm. Một nhịp giảm như thế này thì Hùng đánh giá lại là đối với TDH thì cái dư địa đi lên của TDH vẫn còn, và chúng ta sẽ quan sát lại ở TDH ở quanh cái vùng 11.5 ở đây này. Nếu tại vùng 11.5 này cổ phiếu này tiếp tục tích lũy được thì khả năng là từ vùng 11.5 và TDH sẽ đánh tiếp. Và khi đánh tiếp ở nhịp này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái nền tích lũy ở đây. Nền tích lũy ở đây nếu mà nền tích lũy chặt và nền tích lũy dày thì khả năng đánh vượt đỉnh vùng 12.5 đến vùng 13 là còn, thì chúng ta sẽ theo các bản tin hàng tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cổ phiếu này. PDR, đối với PDR thì Hùng vẫn đánh giá rằng trong nhịp này PDR cũng có một cái nhịp tăng, có thể tiệm cận về đến vùng 31. Và đối với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì đúng là quanh vùng giá 27.5. Nếu như PDR không thủng, và khả năng cao là PDR sẽ không thủng vùng 27.5 và sẽ tích lũy lại ở vùng này và tiếp tục một cái hành trình đi lên về đến cái vùng khoảng vùng 31. Đây, về đến khoảng cái vùng này thì đối với PDR thì Hùng đánh giá rằng cái dư địa để tăng lên là vẫn còn. Những cái phiên test chỉnh này cũng khá là đẹp. Khá là đẹp trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì một pha lình xình và đi ngang ở quanh vùng giá 27.5. Đấy, đánh thuần về kỹ thuật thì cổ phiếu này sẽ chạm cái ngưỡng vùng hỗ trợ ở đây. Thì những anh chị nào mà chúng ta đã mua được PDR, chúng ta đang giữ thì chúng ta quan sát ở quanh vùng 27.5. Novaland. Đối với Novaland thì vẫn là một kịch bản khá là quen thuộc, vùng giá 57 lại chạm về vùng 57. Cổ phiếu này thì đánh khá là ngắn, nói chung là nếu mà những anh chị nào mà nhanh tay lẹ mắt thì cũng có thể lướt lát được vùng 57 mua, và trên 57 thì bán. Cổ phiếu này thì cũng không có gì xuất sắc để chúng ta phân tích. VRE cũng đã phân tích rồi, và cũng đã khuyến nghị các anh chị đây là thời điểm chúng ta sẽ quan tâm lại VRE ở quanh vùng giá 34. Xem là cổ phiếu này sẽ tích lũy ở vùng này như thế nào. Nếu vùng 34 mà cổ phiếu không tích lũy được mà bị gãy thì như thế thì cổ phiếu sẽ rơi về cái nền thấp hơn. Thì tại cái nền thấp hơn đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. KBC. Đối với KBC thì trên góc độ hiện tại thì như thế là KBC đang bị xấu rồi. Khi mà KBC đã có 3 phiên rơi rất mạnh với dòng tiền, bán gọi là bán quyết liệt như thế thì cũng rất là xấu. Và cái việc hiện tại thì KBC ở đây ở quanh vùng giá 14.5. Các anh chị lưu ý lại Hùng Lê, nếu những anh chị nào đang cầm KBC, các anh chị lưu ý lại vùng 14.5. Nếu tại vùng 14.5 này KBC không thủng và tiếp tục tích lũy để vượt thoát đi lên thì như thế là cái cơ hội đi tiếp của KBC vẫn còn. Nếu tại vùng 14.5 này KBC bị thủng thì như thế là
KBC sẽ bị hỏng kịch bản chúng ta phân tích. Và trong các bản tin trước thì Hùng vẫn đề cập đến một cái target của KBC ở trong cái nhịp đánh này, có thể KBC sẽ tiệm cận về vùng 17, và để thỏa mãn các cái nhịp đánh tiếp theo của KBC tiệm cận về vùng 17 thì các anh chị tiếp tục lưu ý giúp Hùng Lê ở cái nền, ở một cái điểm tựa ở đây lấy là 14.5 của KBC sẽ không được phép thủng. HBC thì HBC hiện tại ok, HBC hiện tại cũng có thể quan tâm trở lại được chưa nhỉ? Chưa. HBC hiện tại thì có được cái nền hỗ trợ ở đây, nền hỗ trợ ở đây là khoảng nền 18 đi. Chúng ta sẽ chờ HBC ở nền 18, chúng ta sẽ quan sát lại ở đây. Và một điều tích cực là hiện tại thì dòng tiền đã khá là cạn, cho thấy tâm lý bên mua và bên bán thì cũng đang giằng co nhau. Tuy nhiên một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng chưa cho thấy rằng là cổ phiếu này có xu thế đảo chiều. Còn đây một cái nền rút chân cũng khá là đẹp. Nếu mà trên nền tảng phân tích kỹ thuật thì đây là một cái điểm mà chúng ta cũng cần phải quan tâm trở lại. Nhưng Hùng đánh giá là ở quanh nền 18 quanh nền 18 đến 18.5. Chúng ta sẽ quan tâm lại HBC ở đây 18.5 và nền 18. Chúng ta sẽ quan tâm lại cổ phiếu HBC ở quanh nền này thì chúng ta sẽ tiếp tục xem là cổ phiếu sẽ vận động như thế nào ở trong tuần tới. Để có thể quyết định là có đầu tư cổ phiếu này hay không. Các cổ phiếu ngân hàng thì Công Thương Hùng phân tích rồi, SH gần như là Hùng phân tích rồi, còn lại VB Bank Hùng sẽ đảo qua VB Bank và VND. Đối với VB Bank thì Hùng đã phân tích rồi, trong các bản tin trước thì Hùng vẫn chưa nhìn thấy các cái động lực mạnh tăng giá mạnh của VB Bank, và khả năng thì VB Bank vẫn là một cái nền từ 20 đến 20.5 thôi, chưa có gì đặc sắc. VND, đối với VND thì VND đã gãy vùng nền cận dưới đấy là vùng 17 trong cái nền phân tích của Hùng Lê thì như thế là xấu. Và trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì đây là một cái phiên hồi, nhưng phiên hồi này không thực sự tích cực và khả năng là VND lại quay về đáy cũ quanh nền 15.5 đến 16 à 15.5 15 đến 15.5. Khả năng thì VND vẫn sẽ là một cái tiếp tục giảm giá bởi vì nó đã bị phá vỡ những cái nền hỗ trợ. Cổ phiếu hàng không thì HVN và ACV Hùng phân tích rồi, và ở bây giờ thì Hùng sẽ nói đối với mã cổ phiếu này Hùng sẽ đánh màu hồng vào đây. NCT, tại sao Hùng lại nói đến cổ phiếu này? NCT, các anh chị có thể thấy rằng ở trong các bản tin các tuần trước đó thì Hùng có đề cập đến là cổ phiếu này Hùng đang theo dõi rất sát những cái đường đi nước bước của NCT. Và có một cái thời điểm nào đó Hùng Lê nhận thấy rằng có những cái yếu tố tạo lập và có những yếu tố mà cổ phiếu có thể quay trở lại ở một cái điểm thời điểm tăng giá thì Hùng sẽ tiếp tục, có thể Hùng sẽ mở mua. Các anh chị có mua hay không thì Hùng chỉ khuyến nghị trên Zoom thôi, chứ còn Hùng không có quyết định thay anh chị. Nhưng mà khi đó thì Hùng sẽ mở mua. Và hiện tại thì Hùng thấy cái nền giá 71.5, cái nền giá 71.5 là một cái nền tích lũy khá là đẹp của cổ phiếu này. Và cổ phiếu này thì là một cổ phiếu độc quyền rồi, các anh chị cũng có thể nhìn thấy được là nó là độc quyền về ngành hàng không. Và hơn thế nữa thì những cái yếu tố về cơ bản là cổ phiếu này luôn luôn chia cổ tức bằng tiền, và chia cổ tức bằng tiền rất là cao. Tức là không phải là chia bằng giấy. Hùng rất ghét những mã cổ phiếu mà chia bằng giấy, mà một cổ phiếu chia bằng tiền. Thì trên góc độ hiện tại Hùng đang đánh giá nền tích lũy của cổ phiếu này ở quanh nền 71.5 cực kỳ là đẹp. Và với những anh chị mà chúng ta có một cái thiên hướng đầu tư lâu dài thì chúng ta nên quan tâm lại cổ phiếu này ở quanh nền giá 71 đến 71.5. Quanh nền giá 71 đến 71.5, Hùng Lê đánh giá là chúng ta có thể bắt đầu quan tâm đến mã cổ phiếu này rồi. Thép, ok, HPG phân tích rồi, TLH. Hiện tại thì Hùng vẫn đang nắm giữ mã cổ phiếu TLH với 1/3 vị thế mua gom của TLH, và
Rõ ràng là trong thời gian vừa qua thì TLH vẫn chỉ loanh quanh ở vùng 5.25 đến vùng 5.56 và vẫn chưa bứt thoát ra được. Thì có thể đây vẫn là một cái nền tích lũy của cổ phiếu. Ok, cổ phiếu tích lũy thì chúng ta sẽ phải chờ thôi. Không biết làm thế nào cả. Muốn nó lên cũng không được, nhưng mà Hùng đánh giá rằng cổ phiếu TLH là một trong những mã cổ phiếu mà khi mà dòng tiền được kích hoạt và khi mà yếu tố tạo lập được lên thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu mang tính đầu cơ rất là cao, và Hùng vẫn trung thành với cổ phiếu TLH, mặc dù là mãi rồi nó vẫn cứ lình trình đi ngang thì thôi, cứ để cho nó đi ngang vậy thôi, không sao cả. Họ nhà Viettel, đúng rồi, chúng ta sẽ phân tích VGI. Một điều quan tâm trở lại là chúng ta sẽ quan tâm VGI lại ở đâu. Thì đối với VGI, Hùng đang đánh giá là nhịp chỉnh này VGI có thể tiệm chạm lại về vùng 22.5. Và đây là cái điểm mà chúng ta sẽ quan tâm trở lại đối với mã cổ phiếu này. Còn ở những vùng này thì Hùng không có quan tâm. Và Hùng Lê đã chốt VGI hiện thực hóa lợi nhuận từ vùng giá 22 đến vùng giá 23 và hiện thực ở vùng nền 26.5. Đó, ở cái vùng 26.5 đến vùng 27, tức là chúng ta đã đạt được đến về cái target phân tích, thì Hùng Lê thường là Hùng Lê sẽ bán. Hùng Lê không có kỳ vọng nhiều, bởi vì quan điểm của Hùng Lê là mỗi một mã cổ phiếu chúng ta lãi được khoảng 5% và chúng ta liên tục đảo dòng tiền thì chúng ta đầu tư khoảng 10 mã cổ phiếu ví dụ như vậy, thì chúng ta thất bại đi khoảng tầm đâu đó 4 mã đi, đúng không? Đó là chúng ta mất âm mất 20% và chúng ta thắng 6 mã, tức là mất chúng ta được 30% chẳng hạn, ví dụ như thế. Đó thì như thế là chúng ta sẽ căn ke đi, thì chúng ta sẽ làm nhiều lần như vậy và chúng ta sẽ gom dần những cái lãi đó lại. Thì như thế thì so với việc là một mã cổ phiếu để các anh chị chờ được lãi 20 đến 30% nó rất là khó. Nhưng mà chúng ta cứ đánh nhỏ như vậy và chúng ta gom lại 10 mã cổ phiếu thì đôi lúc chúng ta sẽ đạt được cái mức lãi 20 đến 30%, đấy là câu chuyện rất bình thường. Thì đối với VGI là như vậy, và Hùng đánh giá rằng mã cổ phiếu VGI vẫn là một mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ tiếp tục là một mã cổ phiếu mà trong team của chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư. Nhưng mà đầu tư ở thời điểm nào thì chúng ta cần tiếp tục phải theo dõi. Một mã cổ phiếu là VTK, gọi là thiết kế công trình của Viettel. Thì đối với hiện tại VTK thì Hùng đang có đánh giá là ở hai cái điểm mà chúng ta sẽ cần quan tâm trở lại, đấy là điểm 30. Tuy nhiên với điểm 30 thì Hùng đánh giá không 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 thực sự là ok lắm, nhưng Hùng đang nghĩ là ở điểm 25. Điểm 25 Hùng đang chờ ở điểm 25, và điểm 25 này nếu như mã cổ phiếu này về đến đây, khi mã cổ phiếu này về đến đây thì các anh chị đừng có kỳ vọng là nó sẽ lên luôn, mà về đến đây thì nó sẽ phải cần có một cái sự lình xình ở đâu đó. Đấy, để nó hấp thụ hết tất cả những cái lượng hàng mà nó bị kẹp ở đằng trên, rồi sau đó chúng ta phải quan tâm tiếp đến các cái yếu tố tạo lập để chúng ta tiếp tục tham gia, chứ không phải là cứ về đến đó là chúng ta mua. Đấy là cái vùng giá chúng ta quan tâm trở lại, CRCTR. Thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu của Viettel, nó đang đánh khá là mạnh. Hiện tại thì xu thế giảm giá rồi, thì mã cổ phiếu này cần phải giảm. Giảm về đâu đó, vùng đánh giá khoảng vùng 22. Đó, tức là các anh chị có thể nhìn thấy là cái ranh giới giữa người thành công và người thất bại nó rất là gần nhau. Nếu như chúng ta đu ở trong những cái phiên này hoặc thậm chí là phiên này, thì như thế là về T cộng chúng ta đã bị lỗ rồi. Mà chúng ta mua ở những cái phiên này thì chúng ta lại là những người thành công. Đó thì cũng là một mã cổ phiếu thôi, nhưng mà tí nữa Hùng sẽ tiếp tục phân tích mấy cái mã cổ phiếu đầu cơ. Có những người sẽ kiếm được tiền nhưng mà có những người sẽ không kiếm được tiền, đơn giản chỉ là vì thời điểm chúng ta tham gia. VGT là một mã cổ phiếu mà Hùng cũng khá là yêu thích và đưa vào ở trong những cái danh mục mà chúng ta xem xét để chúng ta đầu tư. Thì cái nền mà Hùng phân tích của cổ phiếu này ở quanh nền giá 12. Hiện tại thì sau khi mà đánh tiệm cận lên vùng 13.5 thì VGT đang có một cái nhịp test lại. Thì Hùng đánh giá rằng là chính ra phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà những ai mà có thể cover lại cổ phiếu này ở quanh vùng giá 12.7 rất là đẹp. Rất là đẹp, có thể là từ vùng 12.7 này thì cổ phiếu sẽ tiếp tục đánh lên, và cái mục tiêu mà Hùng đánh giá rằng VGT ở trong cái nhịp đánh này có thể chạm về vùng 15. Hiện tại thì với target của cổ phiếu này thì Hùng Lê vẫn chưa có thay đổi, bởi vì những cái yếu tố kỹ thuật của cổ phiếu là vẫn đang còn.
Ok, chúng ta sẽ xem một số các mã đồ cổ phiếu đầu cơ OGC. Đó, ví dụ như OGC thì cũng có những người mất tiền và cũng có những người được tiền, đơn giản chỉ là thời điểm mua thôi. Ví dụ như vậy thì Hùng có mua tham gia cổ phiếu OGC ở vùng giá vốn là 4.94, 4.95. Và thậm chí là trong cái phiên phiên OGC bị đẩy đây thì kể cả là chúng ta bán ở cái vùng giá sàn hoặc cận trên sàn thì chúng ta vẫn có lãi khoảng tầm 5 đến 6%. Đó thì cái việc là cái thời điểm tham gia rất là quan trọng. Và đối với hiện tại OGC thì Hùng đang đánh giá là Hùng đang quan tâm trở lại. Đấy, sau khi bán xong thì Hùng sẽ tiếp tục quan tâm trở lại đối với mã cổ phiếu này, thì Hùng đang đánh giá khoảng quanh vùng 4.5 4.5, và thậm chí là không thể về được vùng 4.5 thì sẽ là khoảng vùng 4.6. Ở đây cái vùng này thì Hùng sẽ quan tâm trở lại đối với OGC, và nếu OGC có một cái nhịp đánh tiệm cận lại về đây thì chúng ta lại sẽ lại tiếp tục tham gia cổ phiếu này. TTF Hùng cũng đã khuyến nghị ở trong Zoom đúng không ạ? Cùng với OGC và TTF là hai cổ phiếu mà Hùng khuyến nghị là chúng ta tham gia với một cái tỷ trọng vừa phải để đảm bảo đấy là cổ phiếu mà chúng ta sẽ đủ để uống trà đá, và vùng giá mua ở quanh vùng giá 3.7. Đó, 3.7 thì chúng ta cũng hoàn toàn là đây 3.7 đi. Đó. 3 3.7. Đó, thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể là sau khi cổ phiếu về thì chúng ta hoàn toàn có thể chốt được ở vùng 3.9. Thậm chí là nếu những ai bán ở đây sẽ là vùng 4 4.0, nhưng Hùng chỉ chốt được ở vùng 3.9. Đó, thì là chúng ta cũng có một cái mức lãi khoảng đâu đó 5-6%. 5-6% trong một cái nhịp đánh rất là ngắn T cộng 3. Đó, thì những cái mã cổ phiếu mang cái gọi là tính đầu cơ cao như thế này thì chúng ta lướt nhanh và chúng ta cũng té nhanh thôi. Và cái kịch bản Hùng đang vẽ ra đây là khả năng đợt này thì Hùng đang nhìn thấy cái dòng tiền của TTF đang khá là đẹp, thì có thể từ nhịp này thì TTF đã đánh chạm về vùng 4.5. Từ 4.5 sẽ chỉnh chỉnh lại về ở đây quanh vùng đây Hùng đã vẽ ở đây này, quanh vùng 3.7 hoặc là đây chỉnh về đây khoảng đâu đó vùng 3.3.8. Đó, sẽ chỉnh về vùng 3.8 và sau đó tiếp tục đánh lên. Thì đối với TTF là một mã cổ phiếu mang tính đầu cơ cực kỳ cao. Và có thể là những anh chị nào mà đánh lướt được thì chúng ta quan sát cái diễn biến giá của TTF ở trong phiên thì chúng ta hoàn toàn có thể cơ cấu được, và ít nhất là đánh T cộng, và những cái mã cổ phiếu như này thì chúng ta cũng dành một cái tỷ trọng vừa phải thôi, ta cũng không không dành nhiều. HAG đối với HAG thì sau khi mà đánh lên chạm vùng gần 6.4 thì HAG đã có một nhịp giảm, và trong bản tin phân tích tuần trước thì cũng có đề cập đến một cái nhịp tì gãy của HAG ở đây quanh vùng giá 5.5. Tuy nhiên là phiên ngày thứ 6 thì đã có một phiên rơi rất mạnh và đẩy Hoàng Anh Gia Lai về vùng giá 5.25. Thì sau một cái phiên rơi mạnh như thế này thì cổ phiếu sẽ không thể lên mạnh ngay được, và khả năng thì Hoàng Anh Gia Lai lại một cái nhịp lình trình, và thậm chí là Hoàng Anh Gia Lai có thể test lại, có thể trả lại về vùng giá 5. Thì những anh chị nào mà đang cầm nắm mã cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai thì có thể xem xét ở vùng này, bởi vì về cơ bản là về trên nền tảng kỹ thuật là cổ phiếu này bị gãy kỹ thuật. FLCITA. FLC chưa có gì đẹp, vẫn là một pha xu thế lình trình đi ngang xấu. ITA thì Hùng đã phân tích rồi, trong cái nhịp này thì ITA có thể đánh tiệm cận về vùng giá 3.3. 3.3 ok, trong các cái bản tin tuần trước đúng không ạ? Các anh chị xem lại thì có thể là ITA sẽ đánh về vùng 3.3, và trong tuần thì ITA cũng đã đánh về vùng 3 chấm, thậm chí là cao hơn vùng 3.3 cơ, 3 chấm bao nhiêu ở đây? Gần vùng 3.35, và sau đó thì cổ phiếu này rơi, và khi về đến vùng target thì thường về đúng vùng target Hùng Lê phân tích thì thường cổ phiếu hay rơi. Thì những anh chị nào mà đang nắm giữ ITA thì cũng chủ động chúng ta chốt lời. VNE CRE QCG VNE VNE thì vẫn là một cái nền ở đây 4.5, không có gì thay đổi. Khả năng thì cổ phiếu này vẫn tích lũy ở vùng 4.5, và cái mục tiêu target gần của cổ phiếu này thì Hùng vẫn đánh giá có thể đánh tiệm cận về vùng 5 đến vùng 5.5 ở đây.
đối với VNE. CRE. Đây là những cái mã cổ phiếu đầu cơ anh chị nhé. CRE thì vẫn là một cái nền tích lũy, tuần trước cùng phân tích rồi, quanh nền 26.3 đến nền 26.5 thì đúng là như vậy, vẫn chỉ lình trình đi ngang ở đây thôi. QCG. Đối với QCG thì cũng có phân tích ở trên trên cả trên Zoom và cả ở trên trên tab cộng đồng ở trên này. Trên tab cộng đồng của Trang thì đối với QCG thì cũng có đề cập ở đây này. Ở đây là cái nền giá từ 6 đến nền giá 5.8. Nếu cổ phiếu này tích lũy được thì như thế là cái cơ hội đi tiếp của QCG có thể đánh tiệm cận về đến vùng 7. Tuy nhiên nếu vùng này bị phá vỡ, đấy các anh chị thấy là một khi một cái nền hỗ trợ bị phá vỡ thì cổ phiếu lại bị rơi về cái nền thấp hơn, và hiện tại thì QCG lại rơi về nền vùng giá khoảng 5.05, hỗ trợ khoảng 5.05 và tiếp tục tích lũy ở đây và chưa có những cái dấu hiệu có thể cho thấy là cổ phiếu này tiếp tục vượt thoát đi lên. Ok, Hùng cơ bản là cũng khá là dài rồi, Hùng sẽ điểm qua một số cái mã cổ phiếu cơ bản khác nữa thôi. Còn nếu mà những anh chị nào mà quan tâm thì có thể cổ phiếu thì có thể chat với Hùng lên. Đối với mã cổ phiếu KSB, đây là phiên 27 quanh vùng khoảng 27 trên 27 thì Hùng đã khuyến nghị mua, và Hùng có tiếp tục khuyến nghị các anh chị quan sát ở vùng nền 30. Vùng nền 30, nếu vùng nền 30 này cổ phiếu này tiếp tục vượt thoát được đi lên thì cái cơ hội đi lên Hùng Lê có phân tích ở trong bản tin trước đấy là có thể chạm về vùng 34. Tuy nhiên là cái nền giá 30 cổ phiếu này không không vượt thoát được và như thế cổ phiếu lại bị gãy nền 30 thì rõ ràng là khi bị gãy nền thì cổ phiếu lại chuyển sang một cái tình trạng nó sẽ xấu hơn. Và hiện tại thì cổ phiếu này đã rơi về vùng nền tích lũy của nó, nền hỗ trợ của nó là khoảng quanh vùng nền 28. Thì đối với vùng nền 28 này cổ phiếu lại cần phải tích lũy lại, và nếu mà cổ phiếu vượt thoát được trên nền 28 thì như thế thì cái nhịp này khả năng là nhịp này sẽ đánh lên vùng 34. Thì sẽ theo thời gian, theo hàng ngày thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát sự vận động của cổ phiếu này KSB. DRC, Hùng sẽ phân tích lại thêm cổ phiếu VRC tại vì thời gian nó cũng không còn nhiều. Đối với VRC thì vẫn là một cái vùng nền tích lũy ở đây của VRC 16.7 đến 17. 16.7 đến 17 và cổ phiếu này vẫn 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 đánh lại về vùng nền. Và khi mà cổ phiếu lại vùng nền thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thôi, chứ còn khi cổ phiếu đã bị gãy về vùng nền thì cái mục tiêu target của chúng ta phân tích ở đây là vùng 21 thì nó sẽ chưa thể đạt được. Một số các cái mã cổ phiếu mới lên sàn, Mai Sông Hồng thì trên phần mềm không hiểu sao Hùng không có phân tích được. LMH có một nhịp tăng khá là mạnh về vùng 15 và sau đó thì rơi. Và hiện tại thì hai phiên ngày hôm nay thì LMH lại đang 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 tích lũy lại ở quanh vùng giá 12, 11 đến 12 khá là hay. Khá là hay thì chúng ta có thể, những anh chị mà yêu thích nền tảng của cổ phiếu đầu cơ thì có thể quan tâm lại cổ phiếu này ở quanh vùng giá 12 đến vùng giá 11.5. Đang khá là ok. HVH. Đối với HVH thì Hùng đã chốt bởi vì là Hùng trong cái bản tin mà Hùng phân tích với các anh chị là có thể Hùng đã đề cập rồi là HVH có thể chạm về vùng giá 24. Thì về đến vùng này thì Hùng sẽ bán, rõ ràng quan điểm là như thế, và chúng ta sẽ chờ một cái cơ hội, khả năng đang 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 chờ một cái cơ hội mà HVH có thể cover lại ở cái nền thấp hơn thì như thế thì Hùng sẽ tiếp tục tham gia. Và đây là một cái mã cổ phiếu mà nó đi rất là dễ chịu, các anh chị có thể thấy đấy, nếu mà chúng ta chọn những cái mã cổ phiếu như thế này để chúng ta đầu tư thì đường đi của cổ phiếu rất là dễ chịu, không rích rắc. Hùng rất ghét những cái mã cổ phiếu nó đi rích rắc rất là khó chịu. SJC. Đây là một mã cổ phiếu mà Hùng cũng đã nhìn thấy ở tuần trước. Tuy nhiên là Hùng không có mua được, không có kịp mua. Bởi vì là trong cái phiên ngày hôm nay thì Hùng có đặt giá hơi hơi thấp nên là không có mua được, bởi vì cổ phiếu này Hùng đã phân tích, đã nhìn thấy ở tuần trước. Và đến thời điểm hiện tại thì như thế này thì cổ phiếu này cũng đã chạy nước rút rồi, chúng ta cũng không thể tham gia cổ phiếu này được nữa.
Và trong tuần thì Hùng có tâm điểm một số các cái mã cổ phiếu mà Hùng đã chat ở trên Zoom, KDF. Tại sao Hùng lại lựa chọn mã cổ phiếu KDF? Bởi vì khi đó Hùng tiên lượng rằng là thị trường của chúng ta, VN Index của chúng ta và những cái mã cổ phiếu mang tính dẫn dắt dòng tiền và những cái mã cổ phiếu mà nó mang tính thời sự hàng ngày thì thường khi thị trường chỉnh ý, thì cổ phiếu nó sẽ bị rơi rất là mạnh. Vì vậy nên Hùng đã tìm kiếm những cái mã cổ phiếu mà nó ít bị ảnh hưởng bởi thị trường và nó có những yếu tố tạo lập. Thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị là tham gia cổ phiếu KDF ở vùng giá 27, mục tiêu là gom ở vùng giá 27 đến 27.5. Thì ngày hôm nay KDF đóng cửa vùng giá 28 thì thực sự là cũng chưa có gì là xuất sắc. Tuy nhiên đối với nhịp này thì Hùng đang tiên lượng là KDF có thể đánh tiệm cận về vùng giá 35, và như thế thì cũng đang 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 kỳ vọng một cái nhịp đánh của KDF ở trong cái nhịp này. Khi mà thị trường gặp bão thì chúng ta sẽ tìm những cái mã cổ phiếu để chúng ta tránh bão. Thì đấy đối với cổ phiếu KDF. Cổ phiếu LCG. Đối với LCG thì Hùng đã ngắm cổ phiếu này cũng khá là kỹ ở trong một cái view khá là dài hạn Hùng đã chat ở trên Zoom. Thì Hùng có đánh giá rằng nền nền của LCG từ 10.5 đến nền 11 là một cái nền hỗ trợ khá là tốt của cổ phiếu LCG. Và Hùng đang kỳ vọng ở trong cái nhịp này LCG có thể đánh thị trường ổn định tốt trở lại thì LCG có thể đánh tiệm cận đâu đó khoảng vùng giá 15 đến vùng giá 16. Vùng giá 15, đấy là kỳ vọng là đến vùng giá 15 đến vùng giá 16. Và cái nền hỗ trợ của LCG đấy là từ vùng 10.5 đến vùng 11, thì đấy là cái nền mà chúng ta có thể quan sát để chúng ta có thể cơ cấu đối với mã này. GEG thì Hùng cũng đã chat cùng với lại một số các cái mã cổ phiếu. Tuy nhiên là GEG thì cũng đánh rất là nhanh. Ngay từ đầu tuần thì Hùng đã phân tích cổ phiếu này và chat lên Zoom cho các anh chị. Tuy nhiên là cổ phiếu GEG thì cũng đang đánh khá là mạnh. Và những cái nhịp đánh nhanh như này thì khả năng là anh chị của chúng ta cũng không thể kịp để vào hàng được. Không thể kịp để vào hàng, và hiện tại thì đã chạy lên đến vùng giá 21 rồi. Khá là cao rồi thì chúng ta cũng sẽ không mua cổ phiếu này nữa và chúng ta sẽ chờ có thể có một cái nhịp canh test chỉnh nào đó của cổ phiếu. GVRMSR. Đối với MSR thì cũng đang nhìn thấy một số các cái yếu tố khá là ổn, khá là ok. Thì đối với MSR thì cũng đang khuyến nghị các anh chị quan tâm lại ở MSR quanh vùng giá 20 đến vùng giá 20.5. Đây là một cái nền mà chúng ta có thể quan tâm lại cổ phiếu này. 20.5 đến 20. Ok, đó. Thì đấy là một số mã cổ phiếu dược Việt Nam. Dược Việt Nam chưa ổn, vẫn là một cái trạng thái lình xình đi khá là ngang. TDM Đạm Cà Mau CRC. À, thêm một mã cổ phiếu nữa mà Hùng thấy đang khá là ổn, CRC. À không, CRC thì không ổn. CRC thì đánh đánh nó hơi tạo lập, đánh nó hơi tạo lập. Có một mã cổ phiếu nào của cao su nhỉ? V. À đây, GGVR. Anh chị lưu ý Hùng với mã này, GVR. Của tập đoàn cao su Việt Nam thì hiện tại thì GVR cũng đang có một cái nhịp đánh khá khá là sốc, khá là sốc. Tuy nhiên là có thể thì cái nền giá cũng đang đánh giá khoảng cái nền 12, không biết là nền 12 thì cổ phiếu này có cover về được đây không, nhưng mà nếu mà từ nền 12 thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta đánh T cộng với cổ phiếu này. Hùng đang đánh giá cổ phiếu này đang khá là thích, khá là ok, và thường thì có thể là cổ phiếu này sẽ đánh tiệm cận lại được về vùng đỉnh cũ ở đây là khoảng vùng 15. Những cái cổ phiếu mà đi các cái bước đi của nó rất là rõ ràng Hùng rất là thích. Đó, cổ phiếu VRC. Hùng sẽ đánh dấu vào đây cổ phiếu GVR. Đó. Ok, và một số các cái mã cổ phiếu khác thì những anh chị nào mà chúng ta quan tâm, những mã cổ phiếu nào anh chị chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể chat với Hùng Lê.
qua Zalo 0968279555, hoặc là chúng ta có thể comment ở trên các cái bản tin ở đây, nếu như các anh chị quan tâm đến các cái mã cổ phiếu nào thì chúng ta có thể chat lên đây, hoặc là các anh chị có thể hỏi trực tiếp Hùng Lê ở đây để Hùng Lê sẽ trả lời. Còn vẫn xuyên suốt một cái quan điểm đầu tư, đấy là nếu như các anh chị mà cảm thấy ok, các anh chị cảm thấy đồng quan điểm với Hùng Lê thì chúng ta cùng về đây, chúng ta cùng gây dựng, cùng xây dựng và cùng đầu tư để làm sao đó cố gắng cái kiến thức của người này sẽ hỗ trợ cho người kia, để làm sao chúng ta có thể, thứ nhất là chúng ta phải tồn tại được ở trên thị trường đã, và khi tồn tại được ở trên thị trường rồi thì chúng ta sẽ tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư, các cái cơ hội sinh lời. Ok, bản điểm tin tuần đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư, và chúc toàn thể nhà đầu tư của chúng ta có một tuần nghỉ ngơi bên gia đình thật là vui vẻ, và chúng ta cũng không quên thị trường ở trong tuần tới. Hùng Lê vẫn nhấn mạnh lại các anh chị một lần nữa, đó là thị trường tuần tới sẽ là một cái quãng thời gian nó có những yếu tố chuyển giao giữa quý 1 và quý 2, cũng như là có những cái yếu tố tạo lập của thị trường hiện tại đang ở cái ngưỡng hết sức là nhạy cảm. Chính vì vậy nên chúng ta phải hết sức là chủ động, và chúng ta phải luôn luôn chủ động trong tài khoản của chúng ta để là ứng phó trước những cái tình huống xấu nhất của thị trường có thể xảy ra.